chương trình Vần Trăng Cổ Nhạc lần thứ 234, Đất Nước Trọn Niềm Vui. Trong những ngày tháng tư lịch sử, cả thành phố rạng rỡ cờ hoa, cả non sông vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Gần nửa thế kỷ trôi qua, những ký ức ấy vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim mỗi chúng ta. Sự vẹn nguyên ấy được gìn giữ bằng tình yêu quê hương không gì có thể thay đổi, bằng niềm tự hào dân tộc không gì có thể sánh bằng. Hòa chung niềm vui của đất nước, cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2023 đang bước vào những chặng đua cuối cùng đầy sôi nổi. Các tiết mục đặc sắc trong chương trình Vần Trăng Cổ Nhạc lần thứ 234 sẽ góp phần cổ vũ cho cuộc đua, sẽ được truyền tiếp trên kênh HTV9 vào lúc 21 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2023. Kính mời quý khán giả đón xem Vần Trăng Cổ Nhạc, nơi tôn vinh loại hình nghệ thuật đặc trưng Nam Bộ.